Nếu anh có yêu nói đi là gì? Chị Mập thân chào tất cả các em. Hôm bữa thì chị Mập hay mua những cái hàng, những cái hộp, những cái pot của hàng iBloom ấy. Xong rồi là cái chất của nó thì rất là dễ thương. Thì hôm nay chị Mập thấy có một cái pot này nữa. Nó là hàng của, nó là cái gì nhỉ? Chị Mập thân chào tất cả các em. Trước mặt chúng ta đây nó là một cái pot của hàng NIC. Thì các bạn có biết là hồi trước là chị Mập có mua về cái Smart Code này. Hồi trước chị Mập có mua về thì nó là những cái size to. Thì hôm nay chị Mập có nhập cái size nhỏ. Nó là một box như vậy luôn. Một box của nó thì có 12 bé. Thì em này có giá là 2,5 triệu một hộp như thế này. Và chị Mập bán lẻ thì có giá là 250 một em. Có giá là 250 một em. Thì bây giờ chị Mập sẽ khui ra cho chúng ta xem ở trong nha. Rồi, chị Mập sẽ khui ra ở trong có những cái bé gì ha. Bán lẻ là 250 một em như thế này. Đây là cái mini nha. Marcos. Rồi, để Mập cắt ra. Bây giờ thì chị Mập sẽ cắt ra cho các bạn xem. Ở trong đây nó cũng sẽ có một em bí mật. Nó sẽ là như thế này. Đây, 2, 4, 6, 12. Nhưng mà chỗ này nó chỉ thấy có 6 hình nhỉ. Đây các bạn ơi, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Thì những cái tên này nó là chữ Nhật cho nên là chị Mập ứ biết đọc. Thì chị Mập sẽ chỉ đưa những cái hình như thế này thôi ha. Các bạn xem này, nó sẽ có 12 cái design khác nhau. Đó. Rồi, chị Mập sẽ cắt ra ha. Đây, 4 bé đầu tiên đã được chị Mập cắt ra được. Wow. Ôi các bạn ơi, nó cũng mềm và chậm tăng, siêu chậm tăng giống như là cái hàng iBloom luôn. Đây, một bé là một bé bánh gấu, một bé gấu này. Đây là gấu này chắc là gấu gái, tại vì đeo cái nơ với lại đeo cái bông như thế này ấy. Chắc là một bé gái. Và đây là hình như, đây là một cái Wixi bí mật. Nó sẽ không có, đúng rồi, các bạn nhìn này. Khi mà chúng ta khui ra thì ở trong đây nó sẽ không có cái design của cái em này. Đúng rồi, vậy em sẽ là một cái em bí mật ở đằng này. Em bí mật ở đằng này. Đó, các bạn nhìn xem, rất là dễ thương luôn. Wow, và nó siêu chậm tăng. Nó thơm mùi bánh nha các bạn. Nó không thơm mùi đúc hoa hay gì cả. Nó thơm mùi bánh, chúng ta cùng khám phá những cái em còn lại ha. Nó thơm mùi bánh các bạn ơi. Bốn bé tiếp theo, chị Mập cũng đã tháo nó ra rồi đây. Đấy, tất cả đều là không có một bé nào giống bé nào hết trơn ấy. Đây là một set của nó là 12 cái luôn, không có một cái nào giống nhau. Đây là đang thử bánh sinh nhật nè. Đây là... Ủa? Sao hai bé này giống nhau? À không, không, khác cái chữ. Ừ, khác cái chữ. Đây, một bé gấu thiên thần. Một bé gấu đang là ăn bánh gấu. Rồi, sẽ cắt 4 cái còn lại ha. Đây, và 4 em còn lại chị Mập cắt nốt luôn. Xinh quá trời ơi. Đây, wow, em này đang cầm một cái mũi tên này với một cái ý nghĩa gì không hiểu. Và đây là một em đang là ôm một đứa em. Và hai cái em này rất là xinh. Đây là tổng thể 12 em đó ha. Tổng thể 12 em này, em bí mật này, tổng thể của 12 em. Thì một hộp này có giá là 2,5 triệu. Và khi mà chúng ta mua một em thì có giá là 250 một em lận. Tuy nhiên thì nó mắc nhưng mà nó rất là chất luôn, nó rất là đã luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái mẫu khác nha. Các bạn nào đã từng theo dõi kênh chị Mập thì cũng biết là chị Mập đã từng bán những cái em mây bu bu như thế này. Những cái em này khi mà hồi đầu chị Mập bán có giá là 350. Lúc đó chị Mập đi Thái và sách về có giá là 350. Và cái em to là em ba ba và mama của cái em này ấy thì có giá là tới tận 500 ấy 600 nghìn lận. Thì bây giờ chị chẳng hiểu làm sao mà họ lại sell. Có thể là hàng tồn kho. Những cái hàng tồn kho họ sản xuất nhiều và không bán đi hết được thì họ sẽ sell. Thì chị Mập cảm nhận được nó không hề bị nứt một cái gì cả. Đây là cái bao bì không hoàn lại cho nên là chị sẽ không gỡ ra được. Những cái em mà bằng hiệu ứng bạc với hiệu ứng vàng ấy thì thường là chúng ta bóp xuống nó sẽ có cái sự nhăn nhăn. Còn những cái em như thế này thì chúng ta sẽ không có thấy nó nhăn mấy. Thì hiện tại là bên chị Mập đang có 4 màu. Màu cầu vồng ha. Đây là màu cầu vồng.
màu Galaxy, màu vàng và màu bạc. Và cái giá của nó các bạn có biết bao nhiêu tiền không? Nó rất là sốc, chỉ có 80.000 một em như thế này. Có 80.000 một em như thế này thôi, siêu rẻ luôn. Và cái hàng này á, chị khẳng định 100% nó là đã là hàng rare rồi. Vì sao mà chị Mập dám khẳng định như vậy? Tại vì bây giờ hiện tại cái này họ không sản xuất nữa. Họ không sản xuất nữa và nó rất là rare. Khi mà chúng ta chỉ cần 1 năm, 2 năm nữa thôi là chúng ta sẽ không thể nào tìm nó ra để mua được nữa. Chúng ta sẽ chỉ mua bát lại của các bạn mà đã xài rồi thôi, thiệt sự là vậy luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua mẫu khác nha. Chúng ta sẽ cùng chào đón cái mẫu gà mà trước mà chị Mập có đăng clip ở trên Facebook của chị Mập á, thì cũng đã bóp cái bé gà này rồi. Bây giờ chị Mập sẽ review cho các bạn xem. Cái em gà này từ đầu chúng ta đầu tiên mà chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy nó là một em gấu bông. Tại vì các bạn biết sao không? Những cái lông tơ của nó này, những cái lông măng này, những cái lông của những cái em gà bông xíu xíu á, trông rất là xinh. Chúng ta rờ vào thì đúng là một cái em gấu bông luôn. Rờ vào thì như kiểu là một em gấu bông luôn. Đây có hai cái mắt này, mũi này. Mũi này á, hình như là mắt với mũi này là dán chứ không phải là Whissy đâu. Nó là cái hạt cườm á. Đây. Và nó rất là xinh. Và đây là Whissy Nhật các bạn nhé. Nó rất là xinh. Và một phần nữa thì nó siêu chậm tăng. Nó là Whissy. Từ đầu chị Mập, lúc từ đầu chị Mập tưởng nó là gấu bông chứ, nhưng mà cuối cùng không phải, nó là Whissy các bạn ạ. À, thì em này chị Mập bán có giá là 100.000 một em nhá. Các bạn mua nhiều thì sẽ có giá xỉ, rất là rẻ luôn. Đó các bạn xem. Wow. Nhưng mà khi mà chúng ta bóp nó đã tay vô tận cùng luôn. Nhưng mà đây các bạn ơi, các bạn nhìn kỹ tay của chị Mập này. Đó. Chị Mập review rất là chân thật luôn. Các bạn nhìn kỹ cái tay của chị Mập có thấy cái gì không? Những cái cọng lông của cái em gà này nó đã bị rụng ra nè. Nó bị rụng ra rất là nhiều lông luôn. Đó, có nhìn thấy không? Đó, và đây. Đây là cái ngoại quan của em đây. Rất là xinh. Và siêu siêu chậm tăng. Và bóp nó đã lắm. Nó đã tay lắm. Bóp nó đã tay lắm. Thì bên chị Mập sẽ có 4 màu. Màu vàng, màu xám, màu xanh và màu hồng nha. Rồi, bây giờ chúng ta qua mẫu khác ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến cái mẫu xoài của Ready. Đó, em này thì là một em bao bì không hoàn lại, cho nên là chị Mập sẽ không gỡ ra để review cái độ chậm tăng cho các bạn được. Thì tuy nhiên thì chúng ta sẽ nhìn như thế này, cái ngoại quan của em rất là bóng, xinh. Và không biết là cái mùi thơm như thế nào, tại vì nó là một cái bao bì không hoàn lại, cho nên là chúng ta sẽ không ngửi được cái mùi thơm ở trong. Và cái độ chậm tăng thì các bạn đủ hiểu rồi ha. Nó siêu chậm tăng luôn, đó, rất là dễ thương. Wow, cái màu sắc của nó ấy, nó sẽ đẹp hơn cái hàng fake rất là nhiều. Đây, và đây là cái bao bì của em đấy đây. Hàng Ari này thì chị Mập thấy họ sản xuất không có nhiều Whissy lắm. Đó, rồi chúng ta qua mẫu khác nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến những cái em Kiwi của hàng Kiru. Kiwi này hồi xưa chị Mập bán nó cũng mắc lắm. Hồi mới về thì nó cũng siêu mắc luôn. Thế bây giờ thì giá nó lại rất là rẻ. Như chị Mập hồi nãy chị Mập cũng có nói đó. Thì những cái này á, là những cái hàng người ta sell rất là rẻ. Chị Mập nhớ là Kiwi này nó có hai màu, Kiwi hay là bơ ta, hình như chị Mập nhớ nhầm rồi. Bơ nó mới là màu đen đen, còn cái Kiwi nó màu vàng nhỉ. Có một cái trái bơ hồi xưa chị Mập có bán bơ của hàng Kiru, trời ơi nó mềm hơn cái trái Kiwi này luôn. Thì cái em Kiwi này bên chị Mập bán có giá là 80.000, các bạn mua nhiều thì sẽ có giá xỉ rất là rẻ luôn ha. Rồi, nhớ ngày xưa cái hồi Kiwi này nó mới ra thì cả trăm mấy hay là 200 mấy, 300 mấy gì đó. Nó chị Mập theo cảm nghĩ của chị Mập thì nó không có mùi Kiwi mà nó có mùi thơm của mùi nước hoa nhé. Đó, rất là rẻ. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến hàng Kiru nữa. Thì trước mặt chúng ta nó là một cái mouse cake của hàng Kiru. Nó rất là mềm, siêu chậm tăng và thơm mùi bánh nhé các bạn. Nó thơm mùi bánh ở trên đây thì chúng ta sẽ cảm nhận nó sẽ là một mùi dâu. Và nó siêu chậm tăng luôn. Thì nó có một cái blazon in nổi ở đây là Kiru ở đây. Thì cái em này bên chợ Mập bán có giá là 120 một cái. Nếu mà các bạn mua nhiều thì cái giá tiền của nó sẽ rẻ hơn ha. Đây, những cái hãng này, cái hãng Kiru này ấy, thì nó sản xuất cũng rất là nhiều mẫu. Tuy nhiên thì nó là cái hãng không được nổi tiếng như là hàng Topshop hay là Bunimaru, Remy Candy. Thì những cái mẫu đó thì nó tương đối là nổi tiếng hơn. Cho nên là nó mắc hơn. Còn những cái Whissy này thì nó không được nổi tiếng lắm, nhưng mà nó rất là rẻ. Những Whissy này chị Mập thấy người ta cũng rất là thịnh mua, tại vì cái giá của nó phải chăng á. Nhưng mà những cái mẫu của nó cũng đâu đến nỗi là nó xấu, lông cũng rất là xinh ha. Rồi chúng ta qua mẫu khác nha. Rồi chứ mà chúng ta đó là cái bánh mì sandwich. Cái bánh mì sandwich này thì nó được hai cái, hai là hai cái bánh mì sandwich
chồng lên nhau. Ở trong nó sẽ có, ví dụ như thường thường chúng ta hay ăn sáng là cái bánh mì sandwich chúng ta sẽ quét một cái lớp bơ ở trong, hoặc là mứt dâu hay cái gì đó. Thì cái này họ cũng làm phá cắt ra và ở trong nó sẽ là một cái dạng như kiểu là mochi các bạn ạ. Khi mà chúng ta kéo ra như thế này, đó, rất là đã tay luôn. Ở trong đây á, nó dính kiểu dạng như là mochi ấy, dẻo dẻo ấy. Thì cái em này bên chị Mập bán có giá là 150 một cái. Nó là hàng của Nhật luôn ha các bạn ha. 150 một cái. Đó, rất là đã. Wow. Mình cứ thích sờ sờ cái này luôn ấy. Cái này thì chúng ta bóp nó rất là mềm. Nó mềm đó các bạn thấy không? Nó rất là mềm, có sự chậm tăng lồi lõm các bạn thấy không? Đó. Và đây. Thì có 3 màu, màu nâu, màu màu nướng nướng, cái này màu cháy cháy hẳn, cái này vừa vừa, cái này chưa cháy đó, gọi vậy đi. Rồi chúng ta qua mẫu khác. Chị Mập đã lôi bọc nó ra rồi, tại vì cái bọc của nó ấy, nó sẽ không kèm theo cái bọc ấy, mà tại vì là những cái hàng này, những cái hàng này, cái này thì bây giờ hiện tại chúng ta vẫn có thể mua được, cái hàng này và cái này chúng ta sẽ không còn mua được nữa, cho nên là chúng ta sẽ không có bao bì, nó chỉ là những cái bao bì như thế này họ bỏ kèm, và chị gỡ đây cho nó nhanh để review cho nó nhanh. Thì em này là một cây son của hàng Kibru, nó làm rất là sắc sảo. Chị Mộc cũng đang bán cái cây son hàng thường, nhưng mà nó là hàng fake thôi, nó không phải là hàng của Kibru như thế này. Ở dưới đây nó sẽ có một cái license Kibru ở dưới đây, và đây nó rất là mềm đó. Wow, nó siêu mềm và siêu chậm tăng luôn, các bạn thấy không, nó siêu mềm và siêu chậm tăng luôn đó. Rồi đây là một em cún của hàng Châu Hoa. Ở dưới đây nó có một cái license đây. Các bạn biết cái Châu Hoa, cái hàng cái Châu Hoa ấy, thì cái con cún này nó là biểu tượng của hàng Châu Hoa đó. Tại vì chị Mập thấy ở trên những cái tem, những cái thác, những cái license của Châu Hoa thì hầu như là có một cái em cún này. Đó. Rồi, tiếp theo nó là một cái em bắp này, em bắp của hàng Kibru luôn. Những cái này chị Mập khẳng định hiện tại chúng ta sẽ không mua được nữa, sẽ không mua được tại vì nó không còn sản xuất nữa. Nó siêu chậm tăng luôn và mềm. Chị Mập khoe cho các bạn thôi chứ những cái này là chị Mập không có bán. Đó, nó siêu chậm tăng luôn. Đó, thấy không? Chị Mập không bán cho nên là chị Mập sẽ không nói giá nha. Đó, các bạn thấy không? Nó là hàng Kibru và không thể nào chúng ta có thể mua được những cái hàng này nữa. Pizza chúng ta sẽ có thể mua được nhá. Pizza thì chị Mập thấy nó mới design, nó mới sản xuất đây. Pizza chúng ta có thể mua được, nhưng mà riêng hàng hai cái kia thì chúng ta sẽ không mua được nữa. Đây, đây là một cái license của nó ở đây. Đó, pizza hình như là bây giờ chúng ta mua sẽ có giá là 200 mấy một cái thì phải. Rồi, đây là được tặng. Đây là được tặng một em này của cái gì ấy. Hình như là nó giống như cái tách trà của hãng gì nhỉ? Tách trà mà mít trà ấy. Cái này, hàng này nó là hàng của Trang Mai Thái. Đây. Đó. Hi, xinh chưa? Của Trang Mai. Đây nữa, đây cũng là được tặng luôn. Tặng cho bé nhím nhà chị Mập á. Đó. Và đây nữa rất là xinh. Một cái em này siêu xinh. Và cái này chị Mập biết được là nó siêu rare luôn. Tại vì bây giờ nó không còn sản xuất cái này đâu. Nó siêu rare luôn. Và cái này cũng không bán. Khoe thôi. Rồi, chúng ta sẽ qua cái mẫu cuối cùng nha. Để đây và chúng ta cảm nhận với cái em này. Em này nó là hàng jumbo luôn. Nó siêu to khổng lồ. Nó gần bằng cái em Chow Chow của Tobox Shop với lại em Hunter của Popula luôn. Em này là em Bingsu Kugi, cuốn Bingsu của Cholanda. Thì cái em này á là sản xuất hình như là cách đây 2 năm rồi. Chị Mập nhớ cách đây 2 năm rồi. Đây, nó rất là xinh. Nó thơm, một mùi thơm trái cây, cái vị trái cây ấy, cái vị trái cây thì nó rất là to ha, nó rất là to. Mà cái giá của nó các bạn nghe, các bạn còn sốc nữa. Đố các bạn biết cái em này có giá là bao nhiêu. Hồi trước khi mà chị Mập nhớ là lúc mới ra, nó được design với Momochi của Việt Nam mình ấy, thì cái em này có giá là 450 lận. Nhưng bây giờ các bạn biết nó còn có giá là bao nhiêu không? Chỉ có 350.000 thôi. Có 350.000, ơ quên, chỉ có 150.000 một em như thế này thôi. 150 một em như thế này ha. Và số lượng của em này không có nhiều đâu, chỉ giới hạn thôi, không có nhiều đâu. Đó. Và chắc chắn là khi mà họ sale thì các bạn cứ để ý những cái mẫu mà họ sale rẻ đi thì chắc chắn là họ sẽ không sản xuất lại, cho nên là họ mới sale rẻ. Chứ nếu như mà họ sale rẻ thì sau này họ sản xuất lại họ sẽ không bán được cái giá cao kia nữa. Cho nên là những cái mẫu mà sale rẻ đi chắc chắn là không sản xuất lại, cho nên nó rất là rẻ. Đó các bạn nhìn ha. Nó siêu yêu và siêu dễ thương luôn, chỉ có 150 một bé. Và bên chị Mập không có nhiều nha. Rồi.
Đây là toàn bộ cái mẫu, những cái mẫu whisky mà ngày hôm nay chị Mập đã về. Các bạn nào ưng cái mẫu nào thì chúng ta cùng chụp màn hình lại và gửi sang cho chị Mập để chúng ta cùng mua nha. Rồi, video của chị Mập đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều từ nãy giờ đã theo dõi video của chị Mập nha.